Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Khởi tố các đối tượng lừa mua bán tạp hóa để chiếm đoạt 4,7 tỷ đồng. Thông qua việc mua hàng tạp hóa, đối tượng Mỹ cấu kết với một số đồng phạm chiếm đoạt số tiền của ông Linh hơn 4,7 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết khởi tố bổ sung 3 bị can, lệnh bắt và khám xét nơi ở của hai bị can Võ Thị Thảo, 42 tuổi, trú tại phường Long Hưng, Võ Thụy Ái Diễm, 49 tuổi. Cơ quan điều tra cũng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Văn Lến, 52 tuổi, trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung vụ án, thông qua việc mua bán hàng tạp hóa, từ ngày 2 tháng 2 năm 2018 đến ngày 26 trên 3 trên 20.218, Nguyễn Thị Mỹ, 39 tuổi, trú tại phường Long Hưng, thị xã Tân Châu đã cấu kết với Võ Thị Thảo và vợ chồng Võ Thị Ái Diễm, Châu Văn Lến dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt trên 4,7 tỷ đồng tiền mua hàng hóa của vợ chồng Nguyễn Duy Linh. Trong đó, Mỹ đã chiếm đoạt trên 2,9 tỷ đồng, Thảo chiếm đoạt trên 1,1 tỷ đồng và vợ chồng Lến chiếm đoạt trên 600 triệu đồng. Ngày 13 tháng 2 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Mỹ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mỹ hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyễn hành